Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay lại là một ngày bận rộn các bạn. Bây giờ là 8 giờ rưỡi tối giờ Cali là tối ngày thứ tư ở Việt Nam mà đã bước qua là ngày thứ năm rồi và hôm nay chúng ta cũng có rất nhiều thông tin thông muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn Rất nhiều những thông tin đã bật ngày hôm nay Chúng ta hãy trước hết á, nhìn vào tình hình chung của thị trường như thế nào Thì chúng ta đã nhìn thấy được là trước hết á, chứng khoán của Hoa Kỳ Thì ngày hôm nay kết thúc là một màu đỏ các bạn Cả ba chỉ số luôn Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq kết thúc là màu đỏ Bây giờ pre-market thì cũng không có nhiều sự thay đổi Chúng ta thấy được là cả ba chỉ số Dow Futures, S&P Futures thì không có thay đổi gì Chúng ta thấy được là Nasdaq Futures thì thêm 0.13%. Một phần đó tôi nghĩ là hồi sáng này vẫn còn một số người họ lo lắng về cái sự việc liên quan tới nợ trần. Tuy là chúng ta đã biết là chiều ngày hôm nay đó đã bỏ phiếu xong rồi nhưng mà hồi sáng này chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn là có bỏ phiếu thông qua hay là không Thì tình hình mới nhất như thế nào các bạn Tình hình mới nhất đó là chúng ta thấy được là ở Hạ Viện đã bỏ phiếu thông qua rồi Và thật ra thông qua đó cũng rất là nhiều phiếu Chúng ta nhìn thấy được là có 314 phiếu ủng hộ Chỉ có 117 phiếu là không ủng hộ mà thôi Và coi như là cái thỏa thuận nợ trần đó đã được thông qua hạ viện chúng ta còn phải được thông qua thượng viện nữa các bạn rồi sau đó tổng thống mới ký thì ở thượng viện nó sẽ ra sao thì theo những gì mà chúng ta nhận được đó, thì khả năng là ngày mai có thể bỏ phiếu ở thượng viện nếu không đó là chúng ta chờ đến ngày thứ sáu và chúng ta cũng đã biết là cho dù là chờ đến ngày thứ sáu nữa đó thì cũng vẫn còn thời gian tại vì dựa theo bộ tài chính đó, chúng ta sẽ có tới ngày 5 tháng 6 và sau khi mà được thông qua thượng viện rồi đó thì sẽ đến tổng thống ký ở thượng viện thì chúng ta thấy được là lãnh đạo của đảng dân chủ tại vì thượng viện chúng ta có nhiều ghế đảng dân chủ hơn thì lãnh đạo của đảng dân chủ là chất sumer cũng đã nói là sẽ làm tất cả gì có thể để mà thúc đẩy du lịch này thông qua ở thượng viện thì đương nhiên là các bạn đây là một dự luật mà đã được thỏa thuận và chấp nhận bởi những người đại diện của cả hai đảng và các bạn nghĩ nếu như mà được thông qua ở thượng viện đó, thì tổng thống Joe được có ký hay này không khả năng đương nhiên là ký rồi các bạn tại vì đây là một thỏa thuận đã được bắt tay ở giữa tổng thống và hai đảng thì đương nhiên khi mà đến thì ông ta sẽ ký đây là những cái thông tin mới nhất mình thường muốn chia sẻ với các bạn chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi xem ở thượng viện ra sao rồi sau đó khi nào tổng thống ký thường sẽ chia sẻ thông tin khi chúng ta nắm chắc chắn cái việc đó tới bây giờ đó thì các bạn cũng đã biết cái quan điểm của thuần từ uh, trong thời gian là mấy tháng qua rồi thôi nghĩ lần này sẽ không khác các bạn nợ trần cũng sẽ một là chi hoãn hai được nâng lên không có gì gọi là quá lo lắng hết thường biết lúc nào chúng ta cũng có một cái khả năng khả năng gì cũng có các bạn nhưng mà cái khả năng đó đó thường nghĩ là thị trường tài chính nhiều khi xem trọng cái phần trăm đó hơn là sự thật các bạn sự thật đó là chúng ta chưa bao giờ có một sự kiện mà chính phủ hoa kỳ không nâng nợ trần hay là đình chỉ đúng hạn nếu như mà điều đó xảy ra đó thì sẽ dẫn đến rất là nhiều cái sự hỗn loạn ở trên thị trường tôi nghĩ điều đó là điều mà không ai muốn đâu mặc dù chúng ta cũng nghe một số người nói là cứ để cho thử xem coi là không nâng nợ trần lên thì kết quả ra sao Tôi không nghĩ là những người làm chính trị họ muốn thử được các bạn và đối với là những doanh nghiệp họ cũng không muốn đâu đó là thông tin liên quan tới nợ trần các bạn rồi chúng ta cũng có một cái thông tin nữa thông tin này đó là liên quan tới nhóm OPEC Plus thì chúng ta sẽ biết đó là cái nhóm OPEC Plus này sẽ có ý định gì khi mà họ sẽ gặp nhau vào cuối tuần này các bạn họ sẽ gặp ở Vienna Vienna chính là cái thành phố của Austria các bạn đây là thành phố Vienna và đây là Austria có nghĩa là một cái quốc gia ở châu Âu các bạn Austria là nằm kế bên nước Ý các bạn và bên trên này là nước Đức thì cái nhóm Oh Plus này ra những người đại diện họ sẽ cùng nhau gặp mặt ở thành phố đó để bàn gì thì chúng ta sẽ biết sớm mà thôi nhưng mà chúng ta cũng đã biết đó là cái lần trước đây khi mà họ gặp đó thì họ cũng đã ra quyết định là sẽ cắt giảm rất là nhiều cái sản xuất dầu chúng ta đã nhớ lần trước đó đó họ đã quyết định là cắt giảm 1.16 triệu thùng dầu mỗi một ngày sau đó, đó thì chúng ta đã thấy được là cái giá dầu trong thời gian ngắn cũng đã có một cái đợt đẩy lên tới mức khoảng chừng là 80-82 đô nhưng mà các bạn đã thấy rất rõ ràng trên màn hình đó. Sau đó thì dầu đã giảm xuống bây giờ mức là dưới 70 đô la các bạn Mức rất là thấp luôn Đây là một dấu hiệu cho thấy được là cái nhóm OPEC Plus đó, Họ có thể tiếp tục cắt sản lượng dầu Để có thể đẩy giá dầu lên Nhưng mà hiệu ứng nó hầu như là không thấy rõ ràng các bạn Và thậm chí giá dầu ngày lại càng đi xuống Và đây là mức thấp trong vòng hầu như nửa năm qua rồi Tại vì sao các bạn thường nghĩ là một trong những lý do là nền kinh tế đã chậm lại Cái nhu cầu để mà thu mua dự trữ dầu đã giảm xuống Đó là lý do tại sao chứ không hẳn là họ cắt giảm sản lượng dầu là có thể đẩy được giá dầu lên đâu tại vì đó chỉ là một phần thôi các bạn chúng ta đang chỉ nói tới nguồn cung thôi nguồn cầu cũng phải giữ nguyên hay là tăng lên nếu như mà nguồn cầu giảm xuống mà nguồn cung cũng giảm xuống thì chúng ta cũng có kết quả chống nhau mà thôi hãy xem coi là cuối tuần này đó họ sẽ có những quy định gì và cứ tiếp tục cắt giảm sản lượng như vậy đó thì cũng không tốt cho quốc gia này đâu các bạn à, và nếu như mà các bạn hỏi giá dầu thấp đó là tốt hay là xấu thì tùy theo các bạn là ai đương nhiên đối với nền kinh tế hiện bây giờ với những quốc gia mà đang đối đầu với lạm phát đó thì giá dầu giảm là điều tốt tại vì ngoài chưa việc là các bạn có thể thu mua được xăng dầu ở các mức giá giảm dầu cũng được sử dụng trong vận chuyển được sử dụng sản xuất và sẽ có ảnh hưởng tốt với cái sự tiến triển chống lại lạm phát nếu các bạn là một người mà tiêu thụ xăng dầu thì đương nhiên tốt và các bạn các bạn sẽ trả ít tiền hơn để có thể là đổ xăng vân vân À, nhưng mà đối với một quốc gia mà dựa vào xuất khẩu dầu để có thu nhập đó thì giá dầu thấp là không phải điều tốt đó các bạn và nhóm một plus họ cũng nói là họ cần phải có được giá dầu ở mức khoảng chừng là 100 đô cho một thùng dầu đó thì ở mức đó họ mới có thể là có được lợi nhuận ở mức bây giờ quá thấp nhưng mà có giảm đi nữa hầu như cũng không có kết quả trong thời gian gần đây còn về vàng đó thì chúng ta hay được vàng vẫn dưới 2.000 đô ở mức là 1.982 đô cho một ounce vàng. Còn về BTC Chúng ta sẽ nói tới một lát nữa tại vì hôm nay chúng ta đã thấy BTC xuống thêm nữa các bạn ở mức là 26.780. Trước khi làm video này đó, thì giá BTC đã có một cái đợt đẩy xuống tới mức thấp là khoảng 26.609, bây giờ mức là 26.787. Nói chung khi mà chúng ta zoom ra đó và so sánh với lại cái giá ngày hôm qua thì cái giá bây giờ so với ngày hôm qua đó đã giảm 3.2% và tổng số vốn hóa giảm 2.2% các bạn. Nhưng đồng lớn thì cũng giảm tương tự. Chúng ta nhìn thấy được là thị trường crypto hôm nay phần lớn là một màu đỏ chúng ta chỉ có đồng XDC là tăng 22% mà thôi còn lại là đỏ tăng khoảng chừng 2%, 6%, 8% tùy theo là đồng nào những đồng lớn thì giảm khoảng chừng là 3% tương tự như là BTC và chúng ta có rất nhiều những thông tin nổi bật liên quan tới crypto mà tôi sẽ chia sẻ trong video này nhưng mà chúng ta hãy trở lại để mà nói thêm một cái thông tin cũng rất là quan trọng các bạn đây chính là cái thông tin liên quan đến lãi suất và hôm nay chúng ta có hai quan chức của Fed đã có hai lời phát biểu ở hai nơi khác nhau. Thứ nhất đó là một cái cuộc hội nghị ở Washington thì đây chính là thống đốc Jefferson các bạn, Philip Jefferson của Fed người các bạn thấy trên màn hình đây là người đã phát biểu ngày hôm nay ở hội nghị ở Washington. Chúng ta có thêm một người nữa các bạn, đây chính là chủ tịch Fed ở Philadelphia đó chính là Patrick Harker và người này đã phát biểu ngày hôm nay nhưng mà ở Philadelphia nhưng mà cả hai người đã rất là đồng thanh đồng thủ các bạn bạn có biết họ nói gì hay không cả hai người đều nói cùng một giọng điệu đó chính là cuộc họp tháng 6 này còn khoảng chừng hai tuần nữa đó thì cả hai người đều nghĩ là chúng ta nên nghĩ đến là sẽ bỏ qua tăng lãi suất một cuộc họp không nói đến là ngưng tăng lãi suất hai cái đó khác nhau tại vì cái mà hai người nói tới đó là tháng 6 này có thể là sẽ bỏ qua không tăng lãi suất à, để làm gì để có thêm thời gian để có thêm tài liệu rồi tháng 7 khi mà mà tới đó đó hợp rồi mới tính tiếp có nghĩa là không hứa hẹn là sẽ ngưng tăng lãi suất từ bây giờ chỉ nói là sẽ bỏ qua một đợt mà thôi đây là suy nghĩ của cả hai người này và sau khi mà có thông tin đó đó thì chúng ta đã có một cái à, sự thay đổi tốt liên quan đến cái à, phần trăm CME future hiện giờ ra sao tại vì thì bây giờ chúng ta thấy được đây là danh sách những người mà có thể bỏ phiếu cho Fed mỗi một cái nhiệm kỳ các bạn mỗi một cái thời điểm đó thì sẽ có những người có khả năng bỏ phiếu khác nhau không phải ai lúc nào cũng được bỏ phiếu nhưng mà hai người chúng ta vừa nói đến các bạn hình zoom các mà thấy rõ ràng hơn cả hai người này thống đốc Philip Jefferson và chúng ta nói tới là Chủ tịch Philadelphia Patrick Harker là hai người có thể bỏ phiếu Và chúng ta cũng đã thấy được sau khi mà thị trường nghe tin này đó thì đã có sự lạc quan hơn Bây giờ mọi thứ đã đảo ngược rồi các bạn, đi refresh các bạn thấy rõ ràng hơn Bây giờ 61% đã đảo ngược trở lại nói là Fed sẽ không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 6 này à, Trong vòng 2 tuần nữa, 39% nghĩa là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 0.25 những chỉ số này theo liên tục luôn các bạn hầu như là chúng ta có rất nhiều quan chức của Fed một người nói này một người nói kia có người nói là sẽ ngưng tăng có người nói là sẽ tiếp tục tăng có người nói là không biết đến đó là tính dẫn đến là thị trường lúc nào cũng có sự thay đổi liên tục và cái cuộc họp tháng 6 này là một cuộc họp rất là quan trọng các bạn tại vì những cuộc họp trước đó đó khi mà chúng ta nhìn thấy văn bản hầu như mọi người đều đồng lòng là tăng lãi suất tăng lãi suất của tháng 6 này là cuộc họp đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy có một cái sự tách ra giữa những quan chức của Fed một bên ủng hộ tiếp tục tăng một bên ủng hộ ngưng tăng và như tôi đã chia sẻ trong những video trước đây đó cuộc họp tháng 6 này rất là quan trọng các bạn tại vì sau cuộc họp này chúng ta chỉ còn một hai ba bốn lần nữa thôi và rất nhiều người vẫn đang ôm cái hy vọng trong đó có thuận nữa các bạn là chúng ta sẽ có cái sự chấm dứt tăng lãi suất và thậm chí chúng ta sẽ sớm thấy Fed bắt đầu nghĩ đến việc là giảm lãi suất nếu như mà cứ kéo dài giống như là chúng ta thấy là đợt này đã tăng thêm 0.25 thì chúng ta lại tới tháng 7 rồi chúng ta lại không còn nhiều thời gian nữa các bạn cho nên nếu như mà đợt này Fed nhưng tăng lãi suất thì cái kỳ vọng là Fed sẽ giảm lãi suất cho năm nay vẫn còn cho nên tháng 6 này rất là quan trọng và đương nhiên chúng ta rất quan tâm đến Fed sẽ làm gì tại vì lãi suất của Fed ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả thế giới các bạn và ảnh hưởng đến dòng tiền sẽ lưu thông ra sao, ảnh hưởng đến công trái phiếu và ảnh hưởng đến ngân hàng cho nên chúng ta đã biết là lãi suất tăng thì ngân hàng như thế nào rồi. Và chúng ta cũng đã thấy được là lãi suất cũng ảnh hưởng đến chỉ số DXY chỉ số đồng đô la như thế nào cho nên chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi sát cái tình hình này và chúng ta còn thêm một thông tin quan trọng nữa đó chính là chỉ số phần trăm lạm phát CPI sẽ được công bố vào ngày 13 tháng 6 và trước đó ngày thứ sáu này sẽ có thông tin liên quan tới thất nghiệp tại Hoa Kỳ nhưng mà tôi nghĩ là con số đó nó có thể tăng nhưng mà vẫn ở mức rất là thấp các bạn ba chấm mấy là cái mức thấp trong vòng 50 năm qua rồi đó là thông tin liên quan tới Fed Còn một crypto thì sao chúng ta cũng vừa nói sơ về tình hình chung giá của BTC vân vân. Thì chúng ta đã thấy được là cuối cùng BTC đã kết thúc tháng 5 rồi Và tháng 5 là cái tháng đầu tiên của năm nay kết thúc là con số âm các bạn Xuống phần trăm như là xuống khoảng chừng là 7% đó Chúng ta thấy được là trong năm nay bắt đầu từ tháng 1 đó đã tăng 39% Tháng 2 đó thì tuy là tăng 0.03% nhưng mà cũng coi như tăng các bạn mà chúng ta thấy được là tháng 3 thì tăng 22.96% tháng 4 kết thúc tăng 281 tháng đầu tiên mà giảm năm nay đó chính là tháng 5 như các bạn nhìn thấy trên màn hình tháng 6 sẽ ra sao tháng 6 thì tùy theo năm các bạn nếu như các bạn tin năm nay giống như năm 2019 thì sẽ có sự tăng trưởng là 26.67% chứ nếu như không thì các bạn thấy được là tháng 6 đó trước đó 1 năm 2018 thì xuống 14%, năm 2020 xuống 3%, năm 2021 xuống gần như 6% và năm 2022 xuống 3.7% tháng 6 mở đầu chúng ta đã xuống 1.63% rồi. Đương nhiên chúng ta còn 11 tháng và con số giảm này rất là thấp, mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng mà dù sau này nữa đó thì có một điều không thể phủ nhận là chúng ta sẽ thấy cái sự giống như là nó đã ảm đạm một chút trong thị trường các bạn. không nói là mọi người bi quan, mọi người đã có cái tâm lý đã lạc quan hơn và đã có lòng tin hơn rất nhiều so với chúng ta trả trở về giống như là tháng 11, tháng 12 của năm ngoái thì bây giờ đã tâm lý đã đỡ hơn nhiều rồi nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là cái sự hào hứng cái sự sôi động đã có từ đầu năm cho đến khoảng chừng là cuối tháng 4 đó thì cái sự sôi động đó ít như gì nó cũng đã bị phai mờ rồi các bạn và nhất là khi mà chúng ta thấy được là BTC tăng từ 15.000 đô lên tới cái mức là 30.000 đô à, cách đi không lâu của bạn khoảng chừng là cuối tháng 4 rồi sau đó đã có một sự điều chỉnh xuống tới mức hiện tại là khoảng 26-27.000 đô khi các bạn zoom ra ra thì trên căn bản 26-27.000 đô đó cũng là cái mức cao so với là những tháng trước rồi các bạn và chúng ta đã nhìn thấy à, là mức 26-27.000 thì chúng ta đã có từ thời điểm là cuối tháng 3 cho tới bây giờ nói chung là vẫn là một cái mức cao và cái sự điều chỉnh xuống cũng không có vừa là quá ngạc nhiên đâu đối với rất nhiều người nhưng mà dù sai nữa khi mà chúng ta zoom ra đó thì nhiều người cho là giá nó đi hàng ngang từ thời điểm là cuối tháng 3 tới bây giờ Thì mọi người đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán trả lời các bạn Nhưng mà cho dù các bạn nhàm chán có một nhóm người không nhàm chán các bạn Đó chính là những cá voi Chi tiết hơn đó là chúng ta nhìn vào một cái thống kê này đến từ Crypto Thì trên màn hình đó các bạn được là đây là cái đường giá màu xanh và màu đỏ như các bạn đã biết Và bên dưới này đó có một cái đường mà có nhiều dấu chấm màu đỏ Cái đường có nhiều dấu chấm màu đỏ này đó là đại diện cho cái số lượng địa chỉ ví mà có hơn 10.000 BTC các bạn Như các bạn nhìn trên màn hình đó, đây là những ví của những cá voi Thì chúng ta đã nhìn thấy được là từ thời điểm tháng 4 đi Đây là cái tài liệu từ tháng 4 cho đến thời điểm ngay hiện bây giờ Thì chúng ta đã nhìn thấy là cái đường màu đỏ ở bên dưới này đó có một cái sự tăng trưởng từ từ lên tới cái mức đỉnh là khoảng chừng đầu tháng 5 rồi sau đó chúng ta thấy đường màu đỏ này giảm xuống rất là nhanh cho đến thời điểm khoảng chừng là ngày 22 tháng 5 cách đây khoảng chừng là 10 ngày thì điều này nói lên gì các bạn điều này nói lên được đó là cái số địa chỉ ví mà có hơn 10.000 BTC đó họ đã tích lũy liên tục liên tục và tiếp tục tích lũy lên tới cái thời điểm là đầu tháng 5 lúc đó đó giá BTC là khoảng 20 9.000 đô các bạn, đó chính là thời điểm mà chúng ta thấy được là có rất nhiều BTC đã rời khỏi những địa chỉ ví này, mãi cho đến ngày 22 tháng 5, à, các bạn thấy được đây là động thái của những cái ví lớn, có nghĩa là khả năng là họ đã bắt đầu đâm ở mức là 29.000 đô cho đến cái mức à, gần đây thấp nhất là khoảng chừng ngày 22 tháng 5 các bạn, lúc đó giá BTC thì cũng cỡ như bây giờ rồi sau đó chúng ta lại thấy điều gì xảy ra gần đây nhất đó, trong vòng một tuần qua chúng ta lại thấy được lại đường màu đỏ này lại tăng ngược trở lên có nghĩa là chúng ta lại thấy là những cá voi lại tiếp tục tích lũy trở lại chi tiết hơn đó là những ví mà có hơn 10.000 BTC họ đã tăng cái số lượng Bitcoin họ lưu trữ từ 1 triệu 742.300 BTC lên tới 1 triệu 774.200 BTC Nghĩa là tăng khoảng chừng là 1.8% của tổng số lượng BTC mà họ lưu trữ Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta vẫn tiếp tục có dẫn chứng là những cá voi thu mua các bạn Và điều này cũng tương tự như ta nhìn vào cái heat map à, của Plasno Tôi được chia sẻ với các bạn Cái mà chúng ta có nhiều màu sắc rồi có à, hai bên Và có cái cột à, từ màu đỏ tới màu xanh á, Thì cũng cho thấy được là những đơn vị khác thì bán Nhưng mà những cá voi thì lại có dấu hiệu thu mua Đây lại một dấu hiệu đó nữa các bạn và thường đó chúng ta thấy được những ví cá voi của sự tăng trưởng khi mà thị trường ảm đạm. Và thị trường à, cũng ảm đạm đến nỗi mà chúng ta đã thấy là hôm qua đó Nansen, à, cũng đã đưa ra quyết định là họ sẽ sa thải thu nhớ là 30% nhân viên. Hôm nay lại có thêm một công ty nữa các bạn. Công ty này họ không có sa thải nhân viên nhưng mà họ nói là họ sẽ ngưng hoạt động. Đây là một cái quỹ đầu tư mà họ đã thành lập đó bắt đầu là từ năm ngoái các bạn năm 2022. Đáng tiếc là họ đã thành lập cái quỹ này ngay cái thời điểm mà giá đi xuống rất là nhanh cho bạn Dẫn đến là họ có thể là bị thua lỗ rất là nhiều Họ không nói rõ ở đây Nhưng mà họ nói là họ sẽ đóng cửa Họ không muốn tiếp tục hoạt động uh, cái quỹ này nữa Và đó chính là thông báo đến từ uh, Cohen Digital các bạn Đây là một cái uh, quỹ đầu tư của ngân hàng đầu tư Cohen Thì cái mà các bạn nên hiểu đây đó cũng tương tự như là những người đầu tư Khi mà thị trường ảm đạm đó thì chỉ có những người chơi thù mà các bạn Tiếp tục ở lại, tiếp tục trung bình giá thế tôi đầu tư dài hạn tiếp tục uh, quan sát thị trường này mà thôi. À, ngay cả các bạn nhìn vào cái số lượng view trên kênh cũng đã giảm rất là nhiều rồi. Số lượng view đã tăng lên nhanh từ đầu năm tới khoảng chừng là giữa tháng tư cuối tháng tư đó rồi gần đây số lượng view cũng đã giảm xuống tại vì tình hình nó đã nguội trở lại và đáng tiếc là khi mà mọi thứ lại sôi động trở lại cái lúc mà mọi người lại nói tới btc cái lúc mà giá cả tăng trưởng đó, thì đó là lúc mà rất nhiều người mới sẽ vào thị trường này và đó là cũng lý do tại sao mà chúng ta nghe nói tới rất nhiều về nhiều người nói là mình vào đu đỉnh đu đỉnh tại vì sao rất nhiều bạn đu đỉnh tại vì đó là lúc mà thu hút nhiều người mới vào cho nên nó rất là bình thường các bạn Thật ra nếu như mà chúng ta muốn có được à, một cái à, lợi nhuận thì các bạn cần phải lựa chọn những dự án tốt, các bạn có lòng tin và có thể lưu trữ dài hạn được ít nhất là qua một mùa, hai mùa thì các bạn sẽ thấy được là cho dù các bạn lỡ vào một cái thời điểm mà giá cả không được tốt mà miễn đó là một cái dự án mà phát triển qua nhiều chu kỳ đó thì chúng ta sẽ thấy à, các bạn có thể áp dụng những chiến lược trung bình giá mà vẫn có được cái lợi nhuận. Giống như là nhiều bạn cũng rất là nản các bạn sau khi chúng ta thấy được là giá của Cardano chu kỳ trước đó năm 2018 đã đạt được cái đỉnh lúc đó là hơn một đô la rồi sau đó cuối năm 2018 là giá Cardano đã xuống tới mức tôi nhớ chỉ còn có 8 cent 9 cent mà thôi và đã ở mức đó một thời gian dài luôn cho đến năm 2019 và ngay thời điểm đó không mấy người thu mua đâu tại vì đâu có ai có thể nghĩ được là Cardano một ngày là có thể có sự tăng trưởng trở lên Phá định cũ lần mới như vậy mà mang lại nhiều lợi nhuận tôi không nói là tất cả đồng nào cũng sẽ như Cardano thì đây đó là một cái ví dụ mà thôi cho nên trong thị trường này đó những công ty mà họ tham gia cũng vậy các bạn phần lớn những công ty họ đổ tiền vào thị trường này đó chính là lúc mà thị trường rất là hưng phấn rất là sôi động tại vì đó cũng là lúc mà họ dễ dàng kêu gọi vốn cho nên họ thành lập công ty nhưng mà đáng tiếc nếu như mà họ vào ngay thời điểm đó mà họ không có bản lĩnh để mà sống sót qua một mùa thì họ sẽ có kết quả giống như là ngân hàng đầu tư này Những công ty, những dự án mà sống sót qua ít nhất là một mùa, hai mùa và vẫn tiếp tục phát triển Không nói tới những dự chết các bạn, những dự án mà bây giờ có thể vẫn còn tên tuổi đó Vẫn còn giá trên không market cap khác à, qua mùa này mùa kia Nhưng mà thật ra các bạn nhìn những dự án này cũng không còn nghe nói tới nữa Và cũng ít người lưu trữ đó, cộng đồng thì cũng không có sôi động Thì chúng ta không nói tới nhưng mà những cái dự án khác mà đã qua nhiều mùa Thì theo thời gian sẽ ngày càng vững chắc you <laughs>